nhiều khách hàng đang sử dụng những mẫu xe hiện đại của nhà Toyota nhưng mà chưa chắc được là chúng ta đã biết được về những cái tính năng và công nghệ và đã được trang bị trên những mẫu xe hiện đại của nhà Toyota. Thì đầu tiên chúng ta phải nói tới trên cái tính năng mà trên chiếc xe mà em Vinh đang ngồi là chiếc xe Toyota Altis phiên bản 1.8V. Đó, chiếc xe này thì sẽ được trang bị kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Và những mẫu điện thoại nào thì sẽ hỗ trợ cho cái tính năng này? Và tính năng này sẽ giúp ích gì cho chúng ta trong quá trình sử dụng xe? Và cùng với đó thì cách kết nối cụ thể sẽ như thế nào? Thì trong video ngày hôm nay em Vinh sẽ hỗ trợ quý vị cách để mà chúng ta kết nối được Apple CarPlay chỉ với chiếc điện thoại iPhone 6 thôi nha quý vị nha. Chúng ta không cần một chiếc điện thoại quá là cao cấp đâu. Chỉ cần với một chiếc điện thoại đời cũ, ví dụ như là iPhone 6 thôi, là chúng ta có thể kết nối được Apple CarPlay. Nhưng mà lưu ý là hệ điều hành của chúng ta là phải là iOS trên 11 chấm nha quý chị nha. Nếu mà dưới 11 chấm là sẽ không có kết nối được Apple CarPlay. Và hiện tại thì tính năng Apple CarPlay và Android Auto không dây đang được trang bị trên hai mẫu xe là Toyota Altis và Toyota Cross của mẫu xe của nhà Toyota. Thì tính năng này cụ thể như nào thì trong video ngày hôm nay chúng ta hãy cùng em Vinh trải nghiệm và kết nối thử cái tính năng Apple CarPlay này nha. Thực sự thì nó rất là dễ đúng không quý anh chị? Chỉ với một vài thao tác thôi là chúng ta có thể kết nối được rồi. Chào mừng toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Uy Tín của em Vinh. Những khách hàng nào mà chưa đăng ký kênh của em Vinh thì đừng quên tặng cho em Vinh một nút like, một nút đăng ký kênh để xem được nhiều video hay hơn và thú vị hơn từ kênh Xe Uy Tín nha. Thì đầu tiên để chúng ta có thể kết nối được Apple CarPlay và Android Auto thì chúng ta hiện tại đang có mặt ở trên chiếc xe Toyota Altis phiên bản 1.8V. Thì từ phiên bản 1.8V trở lên thì chúng ta mới có được cái cách, cái tính năng kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây này nha. Đó, thì đầu tiên chúng ta sẽ ở cái màn hình chính đó của chiếc xe Toyota Altis phiên bản 1.8V. Và điều thứ hai chúng ta cần là một chiếc điện thoại. Thì quý anh chị lưu ý dùm em Vinh, ở trên cái chiếc điện thoại này chúng ta cần những lưu ý sau. Đó, chúng ta phải đầu tiên chúng ta vào phần cài đặt nha quý vị nha. Đó. Và chúng ta sẽ di chuyển đến phần series. Đó, hôm nay em Vinh sẽ hướng dẫn rất là chi tiết cho quý vị luôn nha. Lưu ý cho em Vinh là tất cả những tính năng của series này thì chúng ta phải mở hết lên thì mới có thể kết nối được nha. Bước thứ hai thì chúng ta sẽ di chuyển lên phần Bluetooth. Đó. Và chúng ta sẽ bật cái Bluetooth ở trên điện thoại chúng ta lên để chiếc điện thoại của ta sẵn sàng. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ thao tác ở trên cái màn hình của chiếc xe của chúng ta. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào phần cài đặt nha quý anh chị nha. Em Vinh sẽ làm lại và làm chậm hơn. Đó, chúng ta sẽ vào phần cài đặt này. Đó, chúng ta vào phần kết nối di động. Đó, và tiếp theo đó thì chúng ta ấn vào phần kết nối thiết bị Bluetooth. Đó, và chúng ta sẽ chờ để cho cái màn hình này nó tìm được chiếc điện thoại của chúng ta. Rồi, và chúng ta đã tìm được cái thiết bị iPhone của chúng ta. Thì chúng ta lưu ý cái phần này là để cái thiết bị của chúng ta tên là gì thì chúng ta lưu ý ở cái phần này ha. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ ấn đăng kết nối, ấn vào, nhấp vào để kết nối. Và khi mà cả hai trên màn hình đó, thì ở trên màn hình của chiếc xe của chúng ta sẽ hiển thị là có yêu cầu ghép đôi. Chúng ta sẽ ấn OK nha. Và ở trên điện thoại của chúng ta thì chúng ta sẽ ấn vào cái phần chữ ghép đôi. Đó. Rồi, thì trên hệ thống sẽ yêu cầu là cho phép đồng bộ hóa nhân bạ, thì nếu mà chúng ta có muốn đàm thoại rảnh tay đây thì chúng ta ấn cho phép nhé. Đó, và ngay trên màn hình của chúng ta ngay lúc này thì sẽ hiển thị lên cái dòng chữ bạn muốn mở Apple CarPlay bằng iPhone không, thì chúng ta ấn bắt đầu. Đó, và ngay sau đó thì chúng ta sẽ thoát ra là ngay lập tức chúng ta sẽ có được cái tính năng kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Xe sẽ tự động điều chỉnh và kết nối luôn nha. Trong trường hợp chúng ta thoát ra rồi và thấy cái màn hình, cái hình Apple CarPlay trên màn hình này màu xanh này, chúng ta ấn vô là cũng dẫn vào trong cái kết nối Apple CarPlay của chúng ta. Ở trên cái điện thoại này thì hiện tại chưa có bản đồ Google Maps nha quý chị nha. Nếu mà điện thoại của chúng ta chưa có bản đồ Google Maps, chúng ta tải về thì sẽ được trình chiếu lên trên đây. Hiện tại ở đây do điện thoại này chưa có Google Maps nên chúng ta sẽ có những cái tính năng như là gọi điện này, nhắn tin này, đó, nghe nhạc và kết nối cài đặt và Zalo. Chúng ta phải vào cài đặt và hiển thị rất là nhiều những thông tin trên đây. Và đồng thời chúng ta có thể nhắn tin ở trên đây được luôn nha quý anh chị nha. Đó, rất là đầy đủ cho chúng ta trong quá trình chúng ta sử dụng xe. Và cái này nó sẽ giúp chúng ta bớt đi những cái thao tác trong quá trình sử dụng xe rất là nhiều. Chúng ta có thể gọi điện ở trên đây luôn, rất là dễ dàng nha quý anh chị nha. Và đó là một vài điều cơ bản để chúng ta có thể sử dụng và vận hành một chiếc xe một cách dễ dàng nhất trên mẫu xe Toyota Altis với những tính năng như là kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây như em Vinh vừa mới hướng dẫn với những thao tác rất là dễ dàng. Những khách hàng nào mà đang quan tâm đến những cái tính năng nào trên xe và chưa thực sự rành
chưa tìm hiểu ra được, thì quý chị cứ mạnh dạn để lại bình luận xuống bên dưới. Em Vinh sẽ cố gắng thu xếp thời gian để làm ra thật nhiều video hay hơn và thú vị hơn để hỗ trợ cho quý chị trong quá trình sử dụng xe. Ngoài ra, những khách hàng nào đang cần tư vấn về bất kỳ mẫu xe nào của nhà Toyota thì có thể liên hệ trực tiếp vào số hotline phía trên màn hình 0961 205 097 hoặc 0934589878 để nhận được cái báo giá. Cùng với đó này sẽ là cái chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhất dành cho tháng 8 của năm 2023 này nha. Đừng quên tặng cho em Vinh một nút like, một nút đăng ký kênh để anh xem được nhiều video hay hơn và thú vị hơn từ kênh Xe Uy Tín nha. Em xin cảm ơn.